Mẫu điện này có tên gọi là DJ Royal Tinger 2X1 New. Mình sẽ quay xa hơn để mọi người thấy được hết hiệu ứng của đèn. Đây, đèn này nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và chạy auto tự động. Đèn kết hợp giữa đèn laser và đèn led quét tia 7 màu. Nó quét ra những cái luồng tia rất là ảo, phù hợp để mọi người mua trang trí cho những không gian sôi động. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 50 mét vuông. Đây là một mẫu đèn giá rẻ để mọi người có thể mua để trang trí vui chơi tại nhà. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty DAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.